cũng là turbo thì nên mua turbo của Xiaomi hay là nên mua turbo của iQOO anh em nhỉ? Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ so sánh và review một cách công tâm nhất cho anh em nhá. Và nếu anh em nào quan tâm về con Turbo 3 này thì trong video lần trước mình đã nói rồi, con này mình mua trên Shopee với mức giá khoảng tầm là đầu 6 triệu. Và nếu anh em nào quan tâm về con iQOO Z9 Turbo thì mình cũng mua ở trên Shopee với mức giá khoảng tầm là 6 triệu 6. Như vậy là có sự chênh lệch về phần giá rồi. Anh em mua Turbo 3 nó sẽ rẻ hơn tầm 6-700 so với mua cái con Redmi Turbo 3 anh em nhá. Đường link của cả hai con và rất là nhiều những con khác ấy ngay bên dưới. Còn bây giờ thì vào việc thôi. Cái vấn đề lớn nhất khi anh em mua điện thoại xách tay, chúng ta phải xác định được cái mục tiêu ban đầu của mình là gì. Và mình thấy rằng đại đa số anh em mà mua điện thoại xách tay ở trong tầm tiền thì anh em đều muốn rằng là phần mềm của nó ngon và hiệu năng của nó phải tốt. Thì thực sự đây là yếu tố mà mình muốn đặt lên bàn cân để so sánh đầu tiên. Và có thể nói rằng là phần mềm phiên bản Hyper năm nay của Xiaomi nó làm khá ngon rồi. Nhưng mà so với iQOO ấy, iQOO ngon hơn anh em nhá. Với con Redmi Turbo 3, mình đồng ý rằng rất nhiều anh em bảo rằng là nó có phiên bản ROM quốc tế rồi, up lên phiên bản ROM quốc tế rồi, up lên phiên bản ROM này nọ này kia đi. Thì mình nói thật các bạn luôn ấy, không phải ai cũng biết up ROM. Và up ROM với điện thoại Xiaomi nhá, Tiền. Chúng ta mất nhiều tiền hơn so với trước đây. Đó, trước đây chúng ta chỉ việc là cài khoảng tầm 7 ngày, 14 ngày gì đấy là unlock rồi là up ROM được rồi. Nhưng bây giờ nó khó hơn. Bây giờ chúng ta cần phải có tiền thì mới có thể unlock được. Như vậy là sẽ tốn thêm nhiều chi phí. Còn với phiên bản ROM nội địa thì mình có thể thấy được một điều rằng là cái sự tối hóa của Xiaomi này, và đặc biệt là sự tối hóa về phần hiệu năng, sự tối hóa về cái phần thông báo ấy, nó kém hơn so với iQOO rất nhiều. Với con iQOO ấy, điểm hơn so với con Turbo mình nói luôn, đó là nó có full tiếng Việt. Và có một điều nữa là cái phần thông báo ấy, nó làm ngon hơn so với Xiaomi rất nhiều anh em à. Trước đây thì iQOO cái phần thông báo mình thấy cũng kém, nhưng mà gần đây mình chỉ cần làm thêm một vài bước thôi. Đấy, anh em có thể xem cái video mà tối hóa thông báo của iQOO, anh em sẽ thấy là chỉ còn có tầm 4 bước thôi là nó gần như nó fit đến tận là 90-95% cái việc chế thông báo luôn. Và thậm chí nhá, một con iPhone và mình dùng một con iQOO và Vivo nữa thì mình thấy rằng là cái thông báo của con iQOO và Vivo đấy nó đồng thời hoặc lâu lâu ấy thì nó chỉ sau 1-2 giây so với lại cái con iPhone của mình thôi. Thế nên là rõ ràng về phần thông báo ấy thì bây giờ nó đang ngon hơn Xiaomi rất rất nhiều. Trên Xiaomi mình đã có sử dụng rất nhiều biện pháp để fix trễ thông báo, nhưng mà nó vẫn trễ thôi anh em ạ. Nó vẫn cứ trễ là trễ thôi. Ông nào dùng Xiaomi thì cứ vào xác nhận cho mình biết. Còn ông nào iQOO, ông cứ vào xác nhận cho tôi biết là đúng như vậy không. Đó, và nếu anh em nào mà thiên về cái việc là chúng ta chỉ có một máy chính, chúng ta không muốn phải dùng nhiều máy, và đặc biệt nó phải đáp ứng tốt cho cái nhu cầu cuộc sống, thì rõ ràng là kèo này iQOO nó ngon hơn rồi. Và chưa kể đó là iQOO mình thấy việc tối hóa phần mềm bây giờ mình đánh giá cao hơn so với Hyper khá nhiều. Đấy, phần mềm rất là mượt mà, tối hóa ứng dụng cũng tương đối tốt. Có chăng là nó chỉ gặp vấn đề về ứng dụng quốc tế, nó chưa hỗ trợ được nhiều ứng dụng thôi. Đặc biệt là những tựa game quốc tế chứ chúng ta chưa unlock được cái mức FPS cao, thì cái con Hyper này nó cũng vậy. Và đến với cái điểm tiếp theo nữa, đó chính là về cái phần tối ưu hóa hiệu năng. Con Redmi Turbo 3, mình đã xóa joystick, mình đã xóa cái battery performance, và mình cũng đã có làm một cái video riêng để test game cả hai con máy là iQOO Z9 Turbo và Redmi Turbo 3. Anh em có thể lên xem lại thì anh em có thể thấy rằng là với con iQOO Z9 Turbo, hiệu năng của nó mặc dù cùng là con chip Snapdragon 8S Gen 3, đấy, phần option RAM ROM của nó y xì đúc nhau là 12256, nhưng rõ ràng con iQOO nó tối hóa hiệu năng tốt hơn hẳn, duy trì FPS ở game PUBG đều hơn, ngon hơn, chơi từ game Genshin Impact ở mức là max setting, thậm chí là 60fps nó vẫn có thể chơi một cách phà phà. Nhưng mà với con Redmi Turbo 3 thì nó làm cái khoảng này kém hơn hẳn. Tức là PUBG chỉ cần đồ họa cao thôi, nó đã hơi lác lác rồi. Đấy, mà muốn mà chơi ngon thì cần phải giảm đồ họa xuống. Còn nếu mà chơi tựa game Genshin Impact ấy, thì bật đồ họa tối đa thì con Redmi Turbo 3 nó đuối luôn. Còn với con iQOO Z9 Turbo, nó vẫn duy trì FPS rất đều, ngon và nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cái trải nghiệm sử dụng của mình. Đó, nên là nếu mà chúng ta xét đến cái yếu tố hiệu năng thì rõ ràng kèo này Xiaomi thua thật rồi anh em à. Chưa kể là cả hai con này thì nó đều có UFS 4.0 nên tốc độ load app của nó thì nó đều ngang nhau thôi. Thì anh em có thể thấy rằng là trên mạng mình có check ấy, có một vài nội dung là liên quan đến việc speed test, thì anh em nói rằng là Xiaomi nó vào game nhanh hơn, Xiaomi nó vào ứng dụng nhanh hơn. Nhưng mà anh em biết tại sao không? Tại vì con iQOO ấy, khi mà người ta load vào game, nó sẽ bắt đầu là khởi động cái game turbo, game space lên ấy, nên là nó sẽ mất thời gian hơn.
để có thể lút vào game so với lại Redmi. Đấy, còn nếu mà chúng ta chỉ cần tích bỏ hoặc là không dùng đến cái chế độ chơi game đấy, hoặc là bỏ cái phần khởi động đi, thì mình đảm bảo tốc độ của nó là y chang nhau. Và cả hai con đều rất là nhanh mượt ở những tác vụ cơ bản sử dụng hàng ngày. Nhưng mà nếu mà nó nói về phần mềm và hiệu năng thì rõ ràng là kèo này IQ hơn hẳn rồi. Đó, và nó sẽ hiện tại mình đánh giá là IQ nó làm tốt hơn so với Xiaomi ở khoản này. Còn về cảm giác build và hoàn thiện sản phẩm cũng như yếu tố màn hình ấy, thì mình thấy cả hai con đều xem. Cả hai con đều làm khung viền từ nhựa, mặt lưng từ nhựa, nó không được cái phần cao cấp. Cảm giác cầm nắm của hai con nó không được nặng lắm, mà nó chỉ có gọi là nó mềm mềm, nó nhẹ nhẹ. Cảm giác nó không được cao cấp anh em à. Giá của nó tầm 6-7 triệu thì nó build như thế này là đúng rồi. Và cái này mình không thể nào kỳ vọng hơn được. Nếu anh em muốn có cảm giác build tốt ấy, thì anh em có thể là lên dòng Neo 9, hoặc là anh em lên dòng như K70 Pro chẳng hạn. Đó thì nó sẽ tấu hóa về cái phần là build chắc chắn hơn, cứng cáp hơn, mặt lưng từ kính thì cầm nó sẽ phê hơn. Rồi, một thiết kế thì mỗi con một vẻ đẹp riêng nhé, anh em tự quyết định nhé. Còn về quả màn hình ấy, thì cả hai con này đang có một cái option gần như nhau. Cả hai đều có màn hình AMOLED, một bên kích thước sẽ là 6,67 inch, một bên kích thước sẽ là 6,78 inch. Đấy, và cả hai thì đều có độ phân giải là 1,5K. Cả hai thì đều có tần số quét màn hình cao, một bên là 120Hz, một bên là 144Hz. Thì ở yếu tố màn hình ấy, mình không thấy cái sự khác biệt ở đây quá nhiều. Viền màn hình thì nó cũng mỏng, độ sáng, khả năng hiển thị thì cũng y chang nhau. Kể cả là cái phần cảm biến vân tay mở khóa cũng y chang nhau. Tốc độ mở khóa nhận diện cũng y chang nhau. Sử dụng trong điều kiện ngoài trời, sử dụng trong điều kiện trong nhà thì cũng y chang nhau. Có chăng á, là với cái con IQ Z9 Turbo ấy, thì nó nhỉnh hơn một cái là cái độ sáng pixel của nó cao hơn so với con Xiaomi một chút xíu. Nhưng mà đối với trải nghiệm thực tế của mình để sử dụng ấy, thì mình thấy rằng là nó cũng chẳng hơn gì nhiều. Trên thông số nó hơn rất nhiều nha, một bên là có 2000 mấy còn một bên là 4000, nhưng thực tế trải nghiệm thì nó chỉ hơn tầm 10% hoặc hơn một tí thôi. Đó, nó không ảnh hưởng quá nhiều. Nên là về cái phần màn hình thì mình nghĩ rằng là cả hai con có thể nói là xem 19-10. Còn nếu anh em muốn là dứt khoát luôn ai là người win ấy, thì IQ nó sẽ nhỉnh hơn nhé, tại vì nó hơn tần số quét này và độ sáng của nó chỉ hơn một tẹo mà thôi. Rồi, còn đến với yếu tố nữa là về phần camera, thì cả camera ở trên con IQ hay là cả camera ở trên con Xiaomi nó đều sử dụng cảm biến có độ phân giải là 50 chấm, và cả hai đều quay được độ phân giải là 4K 60fps. Cả hai đều có cam góc rộng là 8 chấm, thì gần như là về cái phần spec ấy, nó tương tự như nhau. Nhưng mà nếu mà chúng ta xét đến yếu tố là chất lượng hình ảnh ấy, thì có thể con Z9 Duo nó sẽ thua so với con Xiaomi một chút xíu, nhưng ở đây là không nhiều anh em nha. Mình thấy là nó chỉ khác biệt nhau một chút tí thôi, không nhiều đâu. Nên là nếu mà anh em nào cần cái khả năng chụp ảnh vừa, nói chung là trong tầm này thì nó chỉ ở mức vừa thôi, chỉ mức khá thôi, nó không thể nào mức tốt được, thì cả hai con đều có thể đáp ứng được một cách tương đối ổn. Có chăng á, là với cái camera selfie của điện thoại Xiaomi thì mình đánh giá nó ngon hơn so với IQ, chi tiết tốt hơn và khả năng làm đẹp ở trên Xiaomi nó sẽ nịnh hơn so với lại IQ. Mình đánh giá là trước đây Vivo làm cái phần camera selfie khá tốt, nhưng mà dạo gần đây làm hơi kém quá. Về pin ấy, thì rõ ràng kèo này lại nghiêng về phía IQ hơn. IQ sẽ có pin 6000, còn Xiaomi thì chỉ có pin là 5000 mà thôi. Rõ ràng là trên thông số nó lò như thế thì anh em cũng tự hiểu là thời gian sử dụng pin của con IQ nó sẽ cao hơn đâu đó khoảng tầm 15-20% so với lại Xiaomi. Và một bên sạc nhanh 90W, một bên sạc nhanh 80W, thì nói về phần sạc nhanh mình nghĩ rằng nó không có sự chênh lệch quá lớn. Đấy, nếu mà một bên là 20 phút sạc đầy, một bên là 40 phút sạc đầy thì nó còn có sự khác biệt. Nhưng mà một bên anh em sạc đầy nó khoảng tầm đâu đó là 35 phút, còn một bên nó chỉ sạc khoảng tầm hơn 40 phút là sạc đầy rồi, thì nó không chênh lệch nhau quá nhiều ở đây. Tại vì cơ bản dung lượng nó cao hơn mà. Nên là kèo này thì mình vẫn khuyên anh em là nên, nếu mà cần dung lượng pin trâu thì nên chọn con Z9 Turbo. Con Z9 Turbo so với cái phần độ mỏng nhá, thì cái độ mỏng của con Z9 Turbo nó cũng không dày hơn so với con Xiaomi là bao nhiêu. Tại vì một bên ấy, đó là 7,8mm, còn một bên chỉ là 8mm thôi. Cảm giác cầm lên cả hai con gần như tương đương. Còn con IQ nó sẽ nặng hơn một chút xíu, khoảng tầm mười mấy gram, nhưng mà cũng không khác biệt anh em ạ. Tại vì con IQ nó to hơn mà, nên là cái trọng lượng nó được phân bổ đều hơn, nhìn cầm lên là y chang nhau cả. Nên là về cái phần pin thì mình nghĩ rằng là nó không phải là vấn đề quá lớn. Cần pin trâu thì cứ chọn IQ thôi. Cả hai con thì đều có loa kép này, cả hai con thì đều có cảm biến hồng ngoại IR này, cả hai con thì đều có kháng nước IP64 này. Nhưng mà cái quan trọng nhất như mình đã chia sẻ ở phần intro rồi, anh em mua điện thoại xách tay, anh em chỉ cần quan trọng giúp mình yếu tố thôi là cấu hình của nó phải mạnh. Tại vì chủ yếu là anh em chơi game và cày cuốc nhiều. Còn nếu mà anh em mà mua điện thoại xách tay mà để camera đẹp ấy, chắc là tầm giá này không thể nào đáp ứng nổi. Đó, anh em phải lên tầm giá ít nhất là tầm 10 triệu mua mấy con như là Xiaomi 13, 14 hoặc là IQ Neo 9 thì may ra mới có gọi là cái sự khác biệt nhiều. Đấy,
Tóm cộng tổng kết lại thì mình nghĩ rằng phần thắng tuyệt đối thuộc về nhà IQ, vì con Z9 Duo nó quá ao trình ở phần tố hóa phần mềm và nó phục vụ cho nhu cầu sử dụng chúng ta quá tốt, không cần phải mất thêm tiền để unlock Chrome, không cần phải làm thêm cái này làm thêm cái nọ, chỉ cần có vài bước để fix thông báo thôi là thông báo của nó đã nhảy ngon rồi. Và về pin nó cũng hơn này, về màn hình thì nó vẫn hơn này. Thế thì lý do gì để mua con Duo 3 ạ? Có chứ, đó là nó rẻ hơn. Đấy, nếu như mà mức giá chênh lệch của hai con này nó chỉ khoảng tầm là 200-300 nghìn thì cứ lên đi anh em à. Còn nếu mà tầm 500 nghìn thì vẫn cứ lên đi. Nhưng mà nếu mà ở mức chênh lệch nhau khoảng tầm là 700-1 triệu thì mình nghĩ rằng là con Duo 3 nó cũng không tệ đâu nha. Đường link mua hàng của cả hai con thì ở ngay bên dưới, anh em nhớ click vào để biết thêm xem là giá bây giờ bao nhiêu nhé. Và hãy áp những cái voucher anh em có để có mức giá tốt nhất. Hiện tại trên Shopee có rất là nhiều shop lừa đảo để giá ảo linh tinh linh ta. Anh em nhớ click đúng link giúp mình, tại vì mình đã lựa chọn những shop uy tín rồi. Còn bây giờ thì bye bye anh em.